Thưa quý vị và các bạn, thị trường vật liệu xây dựng sản xuất tiêu thụ sụt giảm dự báo đến giữa năm 2024, thị trường vật liệu xây dựng mới có triển vọng phục hồi. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, nhiều sản phẩm đã giảm mạnh so với năm 2022. Cụ thể, sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 89 triệu tấn, giảm khoảng 6%, sản lượng sản xuất gạch ốp lát giảm khoảng 15%, sản lượng tiêu thụ giảm 25%, sứ vệ sinh giảm khoảng 25%. Bước sang năm 2024, ngành vật liệu xây dựng đặt nhiều kỳ vọng vào những nỗ lực thúc đẩy đầu tư công. Bởi từ những tháng cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, chính phủ đã vào đang quyết liệt chỉ đạo thúc đẩy đầu tư công. Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được triển khai cùng việc thông qua quy hoạch nhiều dự án hạ tầng công nghiệp đô thị. Bên cạnh đó, Quốc hội chính thức thông qua các dự thảo luật sửa đổi bổ sung liên quan đến bất động sản sẽ tháo gỡ khó khăn, tác động tích cực đến khả năng phục hồi và tăng trưởng đối với vật liệu xây dựng.